Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Mưa bên chồng của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Một buổi trưa thứ hai, Mai Chân ra phố, ghé tiệm may để sửa lại cái áo dài tứ thân hơi rộng, làm mất cái eo thon, không vô diễn được bộ ngực căng phồng sau cái yếm vải. Cô thợ may yêu cầu Mai Chân mặc thử để cô lấy thước dây đo, rồi bảo: "Bà bác sĩ cứ để áo đây, đi đâu chừng 2 tiếng đồng hồ quay lại. Cái này lẹ lắm, em làm một chút xíu là xong ngay." Mai Chân hài lòng trả tiền rồi bước ra. 2 tiếng đồng hồ mà đi shopping thì ngắn quá, mà về nhà rồi quay lại thì mất công quá. Nàng lấy xe chạy lại phòng mạch của chồng nằm trên con đường tập trung rất nhiều cửa hàng Việt Nam. Cả công ty địa ốc của Trần Hiệu cũng tọa lạc ở đó, cách phòng mạch bác sĩ Nam Đàn khoảng 1 cây số. Ngày thứ hai, theo thông lệ thì phòng mạch của Nam Đàn không mở cửa. Mỗi tuần, Đàn cần một ngày để làm sổ sách và cũng để cô thư ký được nghỉ một hôm, bù lại những ngày cuối tuần thường rất đông khách. Tuy là ngày nghỉ, nhưng hết bệnh nhân nào cần tiếp phải gặp thì Nam Đàn cũng sẽ không khước từ. Kinh nghiệm cho thấy, trung bình mỗi thứ hai, ông cũng tiếp đến cả chục bệnh nhân, nhất là khi người ta tiện đi chợ tạt vào. Phòng mạch bác sĩ Nam Đàn nằm trên lầu 2 của một thương xá khoảng khoát và mỹ thuật, do người Hoa bỏ tiền xây cất để người Việt thuê lại. Lúc Mai Chân hân hoan bước lên cầu thang thì đã quá trưa, nàng định rủ chồng đi ăn rồi quay lại tiệm lấy áo dài là vừa. Theo thông lệ ngày nghỉ, cửa phòng mạch chỉ khép hờ chứ không khóa, vì bất chợt có thể bệnh nhân vào khám. Mai Chân đẩy cửa bước vô, phòng đợi không có ai, chỉ có chiếc tivi đang phát hành băng ca nhạc mà Đàn luôn luôn mở cho bệnh nhân xem trong lúc ngồi chờ. Vào sâu bên trong là 2 buồng khám bệnh và một văn phòng nhỏ của Đàn. Chắc Đàn đang làm hồ sơ trong đó. Mai Chân nhìn thoáng mấy tấm bích chương quảng cáo đêm diễn kịch của nàng dán trên tường, phía dưới cuốn lịch nghệ sĩ, chưa kể một sấp flyer đặt trên bàn thư ký để phát cho bệnh nhân. Nàng toan cất tiếng gọi chồng thì chợt nghe tiếng nói phụ nữ từ trong vọng ra hơi gay gắt: "Tùy bác sĩ thôi, em đã nói hết lời với bác sĩ rồi. Chồng em cũng đến gặp bác sĩ hôm thứ hai tuần trước. Nếu bác sĩ không đồng ý thì nhất định em đi thưa cảnh sát ấy. Em xử như vậy là đẹp lắm rồi." Mai Chân đứng khựng lại, giật mình lo sợ vì không hiểu chuyện gì liên quan đến luật pháp. Nàng hồi hộp nép vào vách, bên cánh cửa khép kín. Nàng nín thở nghe chồng phân trần: "Cô đi thưa, ai làm nhân chứng cho cô? Bác sĩ khám bệnh có quyền yêu cầu bệnh nhân cởi quần áo. Cô không bằng lòng thì cô đi ra. Đằng này đó, cô tự ý cởi quần áo, chứ tôi có lột quần áo cô đâu mà cô đòi đi thưa." "Nhưng mà tôi cởi quần áo cho ông khám bệnh chứ đâu có phải cởi cho ông mò mẫm tôi đâu. Đâu phải để cho ông ôm tôi, hôn tôi từ đầu đến chân. Bác sĩ người ta khám bằng ống nghe chứ đâu phải là khám bằng tay bằng mồm." Đàn ngắt lời: "Nhưng sao lúc đó cô không phản đối? Cô về nhà rồi cả tuần sau cô mới đến đây gây chuyện với tôi là thế nào? Ai làm chứng là tôi mò cô? Có dấu tích gì không?" Ngừng một chút, Đàn giảng tiếp: "Cô đừng có dại mà đi thưa tốn tiền vội. Tòa án bảo vệ người chuyên môn. Tôi là bác sĩ, pháp luật sẽ bảo vệ tôi. Đâu phải cứ hở một tí là đi thưa. Như thế thì còn bác sĩ nào dám chữa bệnh nữa." "Tôi không muốn nói nữa. Bây giờ tôi dứt khoát rồi. Nếu ông không đồng ý bồi thường cho tôi con số tiền mà tôi đưa cho ông á, thì tôi thưa ông ra cảnh sát. Xem ai xấu hổ hơn ai. Tôi nói cho ông biết nha. Một á, là ông sẽ mất bằng. Hai là dù ông có còn hành nghề bác sĩ đi chăng nữa, người ta cũng sẽ tẩy chay, không ai thèm đến cái phòng mạch của ông nữa đâu. Tôi sẽ đăng báo nè, tôi gửi thư cho mọi người biết hết." Mai Chân choáng váng suýt ngã quỵ xuống. Bên trong, Đàn hạ giọng năn nỉ: "Cô ơi, cô bình tĩnh lại, nói nhỏ thôi, vừa đủ nghe thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ giải quyết, nhưng cô nhớ im mồm. Tin này mà tiết lộ ra ngoài thì đừng hòng mà tôi cho cô một đồng. Tới đâu thì tới, tôi không có sợ." Nghe đề nghị của Đàn, cô gái đổi giọng dịu dàng hơn: Em hứa với bác sĩ, bác sĩ mà giải quyết xong cái vụ này, vợ chồng em dọn đi khỏi thành phố, không bao giờ gặp bác sĩ nữa. Thứ hai tuần sau chồng em ra gặp bác sĩ nè. Bác sĩ cứ nhớ đưa đủ 120 nghìn,
đừng để chồng em phải trở lại lần nữa. Tính anh du côn lắm, không có kiên nhẫn như người ta đâu. Đàn cương quyết đáp: cô đừng có dọa tôi. 120 thì dứt khoát là không được. Tôi sẽ cho cô 50 ngàn. 50 là nhiều lắm rồi. Bằng lòng thì thứ hai tuần tới đến đây. Không thì thôi, cô muốn làm gì thì làm, tôi không sợ. Đứng trước một biến cố bất ngờ, mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, một phản ứng xử sự khác nhau. Mai Chân đã chọn cách phản ứng tiêu cực nhất. Nàng không dám nghe tiếp, cũng không đủ can đảm xông vào để đối diện một thực tế ê chề, để xem mặt cô gái ấy là ai. Rõ ràng đây là một vụ tống tiền, nhưng đau đớn ở chỗ do chính chồng nàng gây nên. Con bé đó đã chọn ngày thứ hai, là ngày phòng mạch vắng khách và không có thư ký để đến khám bệnh, và Đàn đã dễ dàng sa ngã trước sự cố ý mời gọi của nó. Mai Chân nhẹ nhẹ lùi dần ra cửa, bước lại cầu thang rồi lảo đảo đi xuống ra khu Bắc Kinh. Chao ôi, bao nhiêu năm sống bên Đàn, nàng chỉ biết Đàn là một người chồng gương mẫu, một khuôn mặt đứng đắn xả thân vì xã hội, được mọi người kính nể. Nhưng khi Đàn đứng trước cử tọa Đồng Hương hùng hồn đọc diễn văn, những lúc Đàn ban huất tử cho các em học sinh Việt ngữ, dạy chúng tiên học lễ hậu học văn, trên tường phòng mạch của Đàn luôn luôn có dán câu "lương y như tử mẫu". Đó là cái vỏ bề ngoài rất khả kính của Đàn mà Mai Chân hãnh diện hơn 10 năm nay. Có ngờ đâu phía sau khuôn mặt đạo mạo ấy, thực chất vẫn chỉ là một kẻ tà dâm được che đậy kỹ lưỡng. Nàng chui vào xe, mở máy ngồi thở một lúc, rồi mới phóng về nhà nằm khóc, quên cả cái hẹn với cô thợ may. Cứ như mẩu đối thoại Mai Chân vừa nghe được ở phòng mạch, thì chuyện này xảy ra đã mấy tháng nay mà Đàn chưa giải quyết xong. Hèn gì gần đây có những đêm nàng thấy Đàn trăn trở lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Có những lúc Mai Chân bắt gặp Đàn ngồi thừ một mình ở sân sau, đôi mắt lo âu nặng trĩu. Cả những bữa cơm tối vợ chồng đoàn tụ, có khi Đàn lơ đãng đến độ đang nói chuyện này nhảy sang chuyện nọ. Vậy mà Mai Chân vẫn ngây ngô, chẳng nghi ngờ gì cả, cứ tưởng Đàn bận tâm chú ý đến sinh hoạt cộng đồng, đến độ trí óc bị chi phối, không tập trung nổi. Chuyện tồi bại này nay mai nổ bùng ra thì gia đình nàng sẽ bao phủ một màu tang ngút trời, chẳng còn dám ra đường nhìn mặt ai nữa. Thật ra thì bác sĩ cũng chỉ là một con người giống như mọi người khác, với những yếu đuối bình thường về ham muốn xác thịt. Đến tu sĩ còn sa ngã, còn phạm tội thì bác sĩ ăn thua gì. Nhưng họ khổ vì xã hội đánh giá họ cao, và chính họ lại càng tự đánh giá mình cao hơn. Thành ra cái mà họ sợ nhất là dư luận, là bị đưa tên lên mặt báo. Đó là tâm trạng của Đàn và Mai Chân trong lúc này. Nghĩ xa hơn một chút, Mai Chân mới hiểu tại sao nàng diễn kịch lần đầu đóng một vai quan trọng như thế, mà Đàn hững hờ không tha thiết coi nàng tập dượt, dù ở ngay tại nhà mình. Đàn còn tâm trí nào nữa mà chú ý đến vợ? Mai Chân tự hỏi, Đàn đã mò bao nhiêu nữ bệnh nhân từ trước đến nay? Tất nhiên không phải chỉ một mình cô gái này. Vì xấu hổ, phụ nữ Việt Nam có thói quen cắn răng chịu đựng, chứ hiếm ai dám ra mặt tố cáo kẻ lạm dụng thân xác mình. Nhất là họ ngại đụng chạm với bác sĩ, là giới mà họ tin là lắm tiền nhiều bạc. Vì biết chắc ít khi bị tố, nên những ông thầy thuốc bất lương cứ việc sàm sỡ mà chẳng sợ gì cả. Mai Chân chỉ không ngờ trong số những người thiếu đạo đức ấy lại có cả chồng mình. Mai Chân điện thoại cho Hiệu bảo tối nay đừng đến tập kịch. Hiệu hơi buồn, nhưng mỗi lời nói của nàng là một mệnh lệnh, cho nên Hiệu bảo: vâng, chị bận thì nghỉ một hôm cũng chả sao. Mai Chân buông xuôi: không, chắc tôi nghỉ luôn anh Hiệu à. Anh tìm người khác đóng thay tôi, tôi không muốn diễn nữa. Hiệu choáng váng xây sầm mặt mày, như bất ngờ gặp cảnh động đất. Ông lặng người một lúc rồi hồn hển thốt lên: sao thế hả chị? Chị rút lui thì chị giết tôi rồi. Chị giết cả ban kịch. Quảng cáo và giấy mời đã tung ra cả thành phố, nhất là anh Đàn nhân danh hội ái hữu đứng tên ban tổ chức. Chị làm thế thì anh Đàn còn mặt mũi nào mà gặp thiên hạ. Trần Hiệu tưởng mang tên Đàn là chồng của Mai Chân ra thì có thể kêu gọi Mai Chân ở lại, nhưng ông lầm. Nghe nhắc đến tên thằng chồng phản bội, Mai Chân càng dứt khoát hơn. Nàng bảo: tôi nói rồi, tôi xin lỗi anh, tôi nghỉ luôn. Anh tìm người khác tập đi anh Hiệu. Trần Hiệu sắp bật khóc:
Chị Mai Chân ơi, chị nghĩ lại dùm tôi và dùm anh em, còn có 2 tuần nữa thôi, tôi tìm đâu ra người thay thế chị. Và lại làm gì có ai đóng nổi cái vai ấy chứ chị. Tôi chắc là chị có chuyện lo nghĩ. Nhưng mà chị Mai Chân ơi, chuyện gì thì cũng từ từ giải quyết. Hiệu còn nói nữa nhưng Mai Chân đã gạt đi và gác điện thoại. Nàng nằm vật ra giường khóc một lúc cho vơi nỗi sầu, rồi nàng ngồi lên gọi phone cho cô thư ký. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Dung lái xe đến, đẩy cửa vào nhà. Dung vui vẻ lên tiếng: Ủa, hôm nay chị không đi tập thể dục hả chị Chân? Kịch tập đến đâu rồi? Em nghe nói là chị đóng vai thị mầu xuất sắc lắm phải không? Chợt thấy nét mặt Mai Chân đang nghiêm và buồn, Dung thắt hẳn nụ cười, ngồi xuống cái ghế đối diện Mai Chân trong phòng khách và hỏi: Chị gọi em sang đây có việc gì đấy? Mai Chân thở mạnh rồi hỏi: Ngoài phòng mạch có chuyện gì không em? Nghe câu hỏi lạnh nhạt và xa lạ, Dung giật mình ngơ ngác lắc đầu. Có chuyện gì đâu, sao chị lại hỏi thế? Mai Chân đoán chắc là Dung phải biết chuyện này nhưng giấu giùm đàn, cho nên Mai Chân lặp lại: Chị chưa có hỏi anh đàn, chị hỏi em trước, ngoài phòng mạch có chuyện gì không, sao em không cho chị biết? Dung mở to mắt đáp: Có cái chuyện gì đâu mà em cho chị biết. Chả có chuyện gì hết á. Tuần thì em làm 6 ngày, hôm nay thứ hai thì em nghỉ. Chị bảo có chuyện là chuyện gì? Mai Chân ngồi yên, đầu hơi cúi xuống, nước mắt bỗng trào ra. Dung đứng dậy từ từ tiến lại, quỳ xuống bên cạnh Mai Chân và dè dặt hỏi: Hình như là anh chị có chuyện buồn phải không? Chị nói cho em biết xem em có giúp được gì anh chị không? Mai Chân vẫn ngồi yên, Dung hỏi thêm 2-3 lần nữa, Mai Chân vẫn lắc đầu và bảo: Thôi em về đi, không có chuyện gì hết thì đi về đi. Dung đứng tần ngần một lúc rồi nói nhỏ: Chị gọi em sang chỉ hỏi thế thôi à, em chắc là chị có chuyện gì buồn, sao chị không cho em biết? Mai Chân chưa kịp trả lời thì có tiếng phone reo. Nàng nhấc lên và thở dài buồn bã vì nghe giọng của Trần Hiệu. Nhưng Hiệu chỉ kịp nhật đề: Chị Mai Chân ơi, thì nàng đã cắt ngang và bảo: Anh Hiệu, tôi xin lỗi anh, tôi đang có khách. Lúc nãy tôi đã nói với anh rồi, cứ như vậy tôi không có thay đổi gì hết. Bye anh. Chờ nàng gác điện thoại xuống, Dung mới nhắc lại: Chị thì em coi chị như chị của em vậy đó, có chuyện gì buồn sao chị không cho em biết? Mai Chân nhịn không được, đành kể hết cho Dung nghe, bởi quả thật nàng vẫn coi Dung như đứa em trong nhà. Nàng thấy rõ mặt Dung cũng tái nhợt theo câu chuyện nàng kể, y như chính bản thân nàng lúc nãy nghe được mẩu đối thoại ở phòng mạch. Thỉnh thoảng Dung còn hoảng hốt kêu lên, cắt ngang lời kể của Mai Chân: Trời ơi, thật như vậy hả chị? Hoặc: Em không có thể nào ngờ, em không ngờ được chị ơi. Dung ngồi phịch xuống cái ghế cũ và nhắm mắt lại. Vừa lúc đó lại có tiếng phone. Mai Chân bực mình vì đoán là Hiệu tiếp tục năn nỉ nàng đóng kịch. Hiệu đâu có thể hiểu được tâm trạng của nàng lúc này, còn tinh thần đâu nữa mà kịch với cỡm. Nàng nhấc ống nghe lên thì hóa ra là đàn. Nàng giơ ngón tay làm hiệu bảo Dung im lặng. Bên kia đầu dây, đàn nói rất dịu dàng: Em hả? Anh ở ngoài này đến độ 6 giờ thì anh xong. Nhưng mà anh không về ngay được là vì tối nay anh có hẹn đi ăn cơm với mấy ông trong ban chấp hành hội. Em cứ tập kịch đi, độ 11 giờ thì anh về. Ok, bye em. Mai Chân cúp điện thoại rồi ngẩng lên nhìn Dung. Nàng hỏi: Em không biết gì thật hay sao? Dung mở mắt nhìn Mai Chân buồn rầu đáp: Không chị, ngày thứ hai em đâu có đi làm đâu mà em biết. Việc này chắc là xảy ra ngày thứ hai thôi, vì thứ hai vắng khách mà không có em ở đó nữa. Mai Chân gật đầu: Ừ, thì đúng rồi chứ còn gì nữa, có em ở đó thì dù sao cũng đỡ. Im lặng một chút, Dung hỏi: Nhưng mà chính tai chị nghe thấy hay sao? Chính tai chị nghe hai người nói chuyện với nhau thiệt không? Mai Chân nhấn mạnh: Tai chị nghe chứ đâu phải do ai kể đâu, chị đứng ở ngoài, chị nghe rõ từng câu mà. Dung vẫn tò mò y như còn ngờ vực: Thế chị có biết cái con mất dạy đó là cái con nào không? Mai Chân lắc đầu chán nản: Chị có nhìn đâu mà biết, chị bỏ về ngay mà. Chị có nghe nó giọng Bắc mà hình như là còn trẻ, trẻ lắm. Dung nhíu mày cố đoán xem nó là đứa nào, nhưng dĩ nhiên đoán không ra. Im lặng một chút, Dung lại hỏi: Mà làm sao mà chị vô phòng mạch mà anh đàn không biết, rồi cái con bé đó nó cũng không biết?
Mai Chân cảm thấy bắt đầu bực bội vì hình như Dung chưa tin lời nàng. Nàng gắt: "Thì tại vì anh mở tivi lớn quá thì tiếng nhạc nó ầm ầm, ngồi trong văn phòng làm sao mà nghe được tiếng bước chân ngoài. Với lại đang cãi nhau mà, còn để ý đến ai nữa đâu?" Ngẫm nghĩ một chút, Dung lại hỏi: "Chính tai chị nghe như thế, thế sao chị không xông vào cho anh ấy một trận rồi mà lại bỏ về?" Mai Chân thở dài đáp: "Trời ơi, chị mà xông vào thì chỉ có đứng khóc thôi chứ chị có chửi được ai đâu. Mà chửi làm gì nữa khi mà chị biết lỗi là do anh đàn. Con gái thì nó thấy anh là bác sĩ, nó có tiền, nó dụ dỗ, điều đó thì có ai lạ gì đâu. Nhưng ăn thua là ăn thua cho chồng mình. Ông ấy chủ động tấn công đó, thì chị còn nói cái gì bây giờ? Vào gặp con bé này càng xấu hổ chứ được ích gì." Rồi Mai Chân kết luận: "Thôi, em không biết gì thì thôi, em về đi. Nhưng mà nhớ nhé, giữ kín, không được kể chuyện này với bất cứ ai. Em gặp anh đàn cũng không được nói gì hết. Để chiều nay anh ấy về rồi chị hỏi anh ấy xem là anh ấy trả lời như thế nào, nhớ nhé." Dung cầm bóp đứng dậy và nói: "Thôi em về nhé, chị đừng có buồn quá sinh bệnh đấy. Từ từ rồi cũng có cách giải quyết mà." Mai Chân không nói gì nữa, Dung bước nhanh ra cửa và chui vào xe. Nhưng cô không về nhà, cô nhìn đồng hồ rồi phóng ra phòng mạch gặp đàn. Lúc ấy đã xế chiều, nhưng khu thương xá vẫn còn tấp nập người qua lại dưới ánh nắng xiên chạy dài trên thềm xi măng. Ông David Tòng bán bảo hiểm mở văn phòng sát chân thang, thân mật chào Dung: "Ủa, bữa nay thứ hai nghỉ mà, ra đây chi cô Dung?" Dung khẽ nhếch mép đáp vội: "Em có chút việc." Rồi cô đi nhanh lên thang gác. David Tòng nói vói theo: "Lát nữa có rảnh cho tôi gặp độ 10 phút nhé." Dung không trả lời vì biết chắc ông lại dụ Dung mua thêm bảo hiểm. Lên hết cầu thang, Dung đứng lại mấy giây nín thở trước khi đẩy cửa phòng mạch bước vào. Phòng đợi không có ai, nhưng màn ảnh tivi vẫn còn mở vì cuốn băng video ca nhạc chưa kết thúc. Dung cất tiếng gọi: "Bác sĩ ơi, có bệnh nhân trong đó không?" Đàn đang cắm đầu suy tính trong văn phòng đáp vọng ra: "Ủa, Dung hả? Hôm nay nghỉ ra đây làm gì?" Khi biết chắc trong phòng không có bệnh nhân, Dung quay ra lấy tấm bảng close máng lên bên ngoài cánh cửa rồi khép mạnh và cài then trong cẩn thận. Cô hầm hầm tiến vào phòng riêng của đàn, quăng mạnh cái bóp trên mặt bàn ngay trước mặt đàn, làm văng mấy cây bút và mấy tờ giấy xuống sàn. Bao nhiêu nét hiền hòa thường lệ đã biến mất. Dung rít lên: "Con nào vừa đến đây đòi tiền hả? Tôi không ngờ anh khốn nạn như thế đấy. Anh sờ mó nó để bây giờ nó đòi đưa anh ra tòa, nhục nhã chưa?" Đàn đang ngồi buồn nghĩ đến số tiền cả trăm ngàn sẽ phải đưa ra để trả giá cho nửa tiếng đồng hồ sàm sỡ của mình. Bỗng thấy cô thư ký đột ngột xuất hiện và nặng lời xỉ vả. Anh đứng bật lên ú ớ phân trần: "Ô anh, làm cái gì mà ầm ĩ lên thế? Người ta nghe thấy thì làm sao?" "Nghe thì nghe chứ tôi sợ cái gì. Hơn 2 năm nay anh bảo là anh sẽ ly dị vợ để lấy tôi. Tôi giục mãi, anh cứ lờ đi. Tôi tưởng là anh còn thương vợ thương con. Hóa ra chỉ vì một con đĩ." Đàn nghiêm mặt chỉ tay vào mặt Dung, ra lệnh bằng giọng chủ nhân: "Cô im đi, không được nói nữa, hỗn vừa vừa chứ." Nhưng đời nào Dung lại im. Cô cay đắng hỏi: "Nó là con nào hả? Nó là con nào? Anh cố ý anh hẹn hò với nó ngày thứ hai, không có mặt tôi ở đây để anh muốn làm gì anh làm phải không?" Dung đứng hai tay chống nạnh, lâu lâu chỉ vào mặt đàn mà xỉa xói cho phù hợp với cơn giận đang bốc ngùn ngụt trong lòng. Ở đời nghĩ cũng buồn cười, bắt gặp quả tang chồng ngoại tình, vợ lớn là Mai Chân thì lại không ghen bằng vợ nhỏ là Dung. Đàn bực quá quát lại: "Cầm mồm, tát cho mấy cái bây giờ." Nhưng Dung không sợ, đàn bà khi ghen còn biết sợ gì nữa. Cô gào lên: "Thật là xấu hổ, nó đã có chồng rồi mà còn rúc cái đầu vào." Đang uất hận vì bị tống tiền, bây giờ lại bị Dung mắng nhiếc, đàn bỗng ứa gan bừng bừng cơn giận. Ông sẵng giọng đáp: "Cô nói gì buồn cười nhỉ? Tôi cũng có vợ rồi mà cô vẫn rúc đầu vào thì sao?" Dung lặng người ngồi phịch xuống ghế, nước mắt trào ra. Lâu lắm cô mới nghẹn ngào kể lể: "Tôi ngu. Đúng rồi, tôi ngu thật. Tôi nghe lời dụ dỗ của anh, hết lòng hầu hạ anh. Bây giờ anh còn chửi tôi nữa. Anh dụ dỗ tôi chứ tôi lao vào anh bao giờ. Trời ơi, tôi đâu có ngờ con người anh cháo trở đến thế." Đàn trừng mắt nhìn Dung, mặt ông tái nhợt, hai cằm bệnh ra vì cơn giận đang dâng cao. Trong vụ này, người có quyền mắng đàn là Mai Chân,
chứ Dung có quyền gì mà đến đây gây sự. Ông nghiến răng bảo: Cô im đi. Hai năm nay cô bám tôi đâu có để cho cô bị thiệt thòi cái gì. Cái nhà cô đang ở, ai bỏ tiền down payment cho cô? Tôi chứ ai. Hàng tháng ai trả mortgage ngân hàng cho cô? Tôi chứ ai. Cô chấp nhận làm vợ bé tôi, chứ tôi có ép uổng gì cô đâu mà cô kể. Từ nay chấm dứt, cô chuẩn bị đi tìm việc khác mà làm. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Dứt lời, Đàn đứng dậy bước ra ngoài, bỏ mặc Dung ngồi khóc nấc lên. Đàn lấy áo jacket mặc vào và bước ra. Ông quay đầu lại nói lớn: Ra nhớ khóa cửa lại. Rồi ông thất thểu xuống cầu thang ra bãi đậu xe. Ông thắc mắc không hiểu tại sao Dung lại biết chuyện ông vừa bị tống tiền. Chẳng nhẽ cái con quỷ cái kia sau khi ở phòng mạch ra đã điện thoại thông báo ngay cho Dung, mà tại sao nó lại thông báo cho thư ký của Đàn? Đàn đã hứa sẽ trả tiền cho nó thì nó còn rêu rao để làm gì? Đàn chui vào xe nhưng không mở máy. Ông ngồi lặng thinh trước vô lăng, ngẫm nghĩ đến những ngày rắc rối sắp tới. Dung đã biết thì không chừng Mai Chân cũng đã biết. Với Dung thì Đàn có thể sẵn giọng chửi được, bởi Dung chả là cái gì của Đàn ngoài vai trò người tình hờ. Để những buổi tối Đàn lấy cớ đi họp, đến nằm ôm ấp giải quyết sinh lý trong chốc lát rồi hân hoan ra về. Nhưng với Mai Chân thì ông phải có cách giải thích, vì Mai Chân là vợ chính thức của ông, có con với ông. Một người quen đi ngang gật đầu chào Đàn. Đàn miễn cưỡng mỉm cười đáp lễ rồi lại trầm ngâm suy nghĩ tiếp. Đàn nhớ lại hơn 2 tháng trước, một buổi xế trưa ngày thứ hai, Đàn đang ngồi làm hồ sơ trong văn phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Ông ngẩng lên và nói vọng ra: Ai đấy? Vào đi. Có tiếng trả lời con gái trong trẻo và thân mật: Em đây bác sĩ. Đàn quăng cây bút bước ra. Một cô gái đang đứng giữa phòng đợi, dáng cao rong ròng như người mẫu thời trang. Từ khuôn mặt điểm trang vừa phải tới mái tóc lơ lửng bờ vai, chiếc áo thun ngắn vừa tới cạp quần jean, thứ gì trên tấm thân vừa vặn ấy cũng toát ra vẻ quyến rũ lạ thường. Đàn mở to cặp mắt niềm nở hỏi: Cô khám bệnh hả? Mời cô vào trong này. Đàn chỉ cái ghế ở đầu bàn bảo cô ngồi rồi hỏi: Hình như cô chưa đến đây bao giờ phải không? Cô gái thản nhiên đáp: Dạ vâng, em hay khám bên bác sĩ Thông á, nhưng mà bác sĩ Thông bây giờ già quá rồi, thành ra em đổi sang đây. Đàn thấy thái độ và lối nói vừa thân thiện vừa ý nhị nên cũng cười theo và nói: Già miễn là chữa bệnh được thì thôi chứ, tôi cũng đâu có còn trẻ gì nữa. Rồi Đàn mở ngăn tủ lấy tấm bìa và tờ giấy in sẵn để làm hồ sơ cho bệnh nhân mới. Ông hỏi: Cô tên gì? Cô cho tôi luôn cả ngày tháng năm sinh. Dạ, Nguyễn Thị Thanh Giang, 12 tháng 4 năm 1973. Đàn ghi rồi gấp tập hồ sơ lại và hỏi: Thế hôm nay cô gặp tôi để khám bệnh gì? Cô cũng biết hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà, chỉ trừ trường hợp khẩn cấp tôi mới khám. Cô gái đặt tay lên cặp quần và nói: Vâng, em là trường hợp khẩn cấp đấy bác sĩ ạ. Em thấy em đau nhói ở trong này nè, nhờ bác sĩ xem giùm bệnh gì, chứ em hơi lo, em sợ bị mổ lắm. Đàn trấn an: Y khoa bây giờ tiến bộ lắm cô ạ, mổ là chuyện thường, có gì đâu mà sợ. Thanh Giang giải thích: Không, em không có sợ đau vì thuốc mê. Em cũng không sợ chết vì y khoa bây giờ tiến bộ lắm. Nhưng mà em có sẹo ở bụng á, mất đẹp. Đàn cười đưa đẩy: Sẹo ở bụng thì đâu có ai thấy. Cũng có người thấy chứ bác sĩ, người yêu của em hay là chồng của em đó. Đàn lấy cái áo khoác màu xanh lá cây máng trên vách trao cho bệnh nhân và bảo: Cô cởi quần áo mặc cái này vào. Rồi ông bỏ ra ngoài. Một lúc sau Đàn quay vào khép cửa lại. Cô gái đã nằm sẵn trên chiếc giường nhỏ trải đệm trắng. Cô mặc áo blues, cột sợi dây hững hờ trước ngực, toàn thân lồ lộ đầy những đường nét khêu gợi, làm Đàn cầm lòng không được. Nhưng Đàn cố giữ gìn ý tứ, chỉ nhìn và làm nhiệm vụ lương y chứ chưa dám tiến xa hơn. Nhưng như thế cũng là đủ mãn nguyện rồi. Thứ hai tuần sau Thanh Giang lại đến để bắt Đàn khám lại. Vì thuốc của Đàn cho uống một tuần cô không thấy dứt bệnh, lần này thì Đàn sa ngã hẳn. Vì Thanh Giang tỏ ra quá dễ dãi, Đàn muốn làm gì thì làm, cô chỉ nhắm mắt nằm yên chứ không hề tỏ ý kháng cự.
đàn bỏ cả ống nghe khám bằng hai bàn tay cho chính xác. Một tuần sau, Thanh Giang trở lại cũng ngày thứ hai vắng khách, mang theo một gã thanh niên mặt mũi lầm lì, toát ra nét giang hồ từng trải. Cô giới thiệu gã là chồng cô và bắt đầu đặt thẳng vấn đề với đàn, kết tội đàn xâm phạm tiết hạnh bệnh nhân. Đàn choáng váng mặt mày và vô cùng ân hận. Ông nhớ lại hai lần gặp gỡ Thanh Giang, đáng lẽ ông đã phải biết ngay là Thanh Giang cố tình đưa ông vào chồng, bởi chẳng có bệnh nhân trẻ đẹp nào lại dễ dãi như vậy. Nhưng vì trò này đàn đã làm nhiều lần mà chẳng ai có phản ứng gì, cho nên dại gì lần này ông bỏ qua. Thằng chồng Thanh Giang đòi tới 120.000, nếu không sẽ đi thưa cảnh sát và tố cáo trên báo chí. Đàn tái mặt ậm ừ khất lần vì số tiền lớn quá.
trong khi chờ đợi đàn năn nỉ Thanh Giang giữ kín, đừng cho ai biết. Cái tên bác sĩ Lê Nam Đàn quá vĩ đại trong cộng đồng, vừa là nhân vật tai mắt, vừa là chủ tịch cả mấy hội đoàn. Nếu bây giờ bị khui ra trên mặt báo hoặc ra tòa vì tội dâm dục thì đành bỏ trốn chứ ở đây làm sao được. Ra tòa chưa chắc Đàn đã bị kết tội, nhưng cứ ra tòa về tội sờ soạng bệnh nhân là đã thấy xấu hổ rồi. Đàn còn lo nghĩ xa hơn. Giả như Đàn cắn răng nộp cho vợ chồng Thanh Giang 120.000 như chúng nó yêu cầu, thì đã chắc gì chúng nó vĩnh viễn buông tha Đàn. Ngộ nhỡ trong tương lai hễ cứ tống tiền, chúng lại mò đến và hăm dọa thì làm sao. Đàn nghĩ nát óc cả tháng trời mà chưa biết giải quyết cách nào, thì hôm nay Dung bất chợt đến đổ dầu vào lửa. 2 năm trước, lần đầu ôm ấp Dung, ông cũng xúc động đê mê như lần đầu khám bệnh Thanh Giang. Bây giờ thì ông đã bắt đầu chán rồi. Có lẽ nên nhân dịp này ông dứt luôn. Cái khó xử của ông lúc này chỉ là Mai Chân. Không biết vợ ông đã biết chưa, và nếu chưa biết thì chẳng hiểu chuyện tống tiền này ông có giấu được mãi hay không. Buổi tối mới khoảng 7 giờ Đàn đã trở về. Hồi trưa ông nói dối đi ăn với bạn bè để sang nhà Dung như thường lệ, nhưng giờ này thì Dung đã là kẻ thù của ông rồi. Ông đành quay về với Mai Chân, cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi: Em với con ăn cơm chưa? Giờ này sao chưa thấy ai đến tập kịch? Mai Chân ngồi lặng ở sofa trong phòng khách không thèm trả lời chồng. Đàn rón rén lại gần, đặt tay lên vai vợ. Đàn đoán là ban kịch có chuyện lục đục, vì giờ này không thấy ai tới như mọi khi, cho nên Mai Chân buồn. Ông nhắc lại: Ủa, bữa nay không tập kịch hả em? Mai Chân cố nhịn vì đứa con gái đang ngồi đọc sách bên cạnh. Nàng nói: Em nghỉ luôn, không có diễn nữa. Đàn kêu lên: Chết, còn có 2 tuần nữa, sao lại nghỉ? Cả thành phố đang háo hức chờ đợi mà, em không diễn thì uổng quá. Mai Chân bảo con lên lầu, rồi lạnh lùng chuyển đề tài: Anh để dành được bao nhiêu lâu mới được 100.000? Bây giờ phải moi ra 120.000 để đền cho người ta, không thì nó đưa ra tòa, tôi còn lòng dạ nào mà diễn kịch nữa. Đàn tái mặt đứng yên, bàn tay cầm sâu chìa khóa run lên bần bật. Khá lâu ông mới lên tiếng: Còn Dung nó nói với em phải không? Nó có biết gì đâu, anh đang định tối nay anh sẽ bàn với em về cái vụ anh bị tống tiền. Nghề bác sĩ thì lâu lâu vẫn gặp những cái đứa mất dạy, nó giả vờ vào khám bệnh để tống tiền. Lúc đầu thì anh cũng định giấu em, không cho em biết vì sợ em lo. Nhưng mà thôi, con Dung nó đã nói với em thì tiện đây anh nói luôn. Con Dung nào mà nói với em? Tôi kể cho nó nghe chứ ai. Đàn ngơ ngác không hiểu gì. Từ lúc Dung ra mắng ông ở phòng mạch, ông cứ đinh ninh là Thanh Giang đã điện thoại cho Dung, và vì vậy Dung mới biết. Bây giờ lại nghe vợ bảo chính vợ còn biết trước và kể với Dung. Như thế là thế nào? Không nhẽ con quỷ cái Thanh Giang đã thông báo cho cả Mai Chân? Nó thông báo để làm gì khi Đàn đã hứa sẽ nộp tiền cho nó? Đàn ngồi xuống sát bên vợ, lựa lời phân trần. Nhưng anh vừa mở miệng thì Mai Chân đã giơ tay ngăn lại và bảo: Anh không cần nói gì nữa, tôi biết rõ hết đầu đuôi rồi. Anh để yên cho tôi suy nghĩ. Một là tôi ly dị, còn nếu mà tôi ở lại với anh thì kể như tôi phải chấp nhận con người bỉ ổi của anh. Đành rằng nó có ý tống tiền anh, nhưng lỗi là do nơi anh. Anh bảo nó cởi quần áo nằm cho anh khám, rồi anh ôm nó, anh hôn nó từ đầu đến chân. Anh để yên cho nó để yên cho anh, muốn làm gì thì làm. Nên anh tưởng bở, anh tưởng nó có cảm tình với anh à? Mai Chân uất quá, ngừng lại để thở. Riêng Đàn thì không hiểu nổi tại sao Mai Chân lại dành như vậy. Ông đành ngồi yên chịu trận, vì chẳng biết nói gì hơn khi vợ mình đã biết hết. Nàng sụt sùi tiếp: Chuyện này mà lộ ra thì tôi nhục nhã lắm. Tôi không dám nhìn mặt thiên hạ nữa. Anh liệu mà thu xếp gấp đi. Ra tòa thì anh không dám ra tòa. Chơi giang hồ thì anh cũng chẳng dám chơi giang hồ. Thôi thì ra ngân hàng lấy tiền nộp cho nó cho rồi đi. Dứt lời, Mai Chân đứng dậy bỏ vào buồng. Kể từ hôm ấy, thành phố Golden City có khá nhiều người đau khổ. Bác sĩ Lê Nam Đàn đi đứng vật vờ như kẻ mất hồn. Mai Chân mới chỉ biết ông sờ bệnh nhân, chứ chưa biết ông gian díu với cô thư ký từ 2 năm nay. Vậy mà nàng đã bỏ ăn bỏ ngủ nằm khóc một mình, dứt khoát không nói chuyện với Đàn. Cần lắm phải thông tin một điều gì thì nàng dùng đứa con làm trung gian. Nàng không tập kịch, không ra phòng mạch, cả ngày chỉ thui thủi ở nhà.
Khi nào cảm thấy cô đơn quá thì nàng gọi phone tâm sự cùng Dung. Nhưng chính Dung lại cũng đang ê chề hơn cả Mai Chân, mà Mai Chân không biết, cứ kể lể hết nỗi lòng với kẻ nội thù. Ba người không biết ai khổ hơn ai. Bên cạnh ba người ấy, đạo diễn Trần Hiệu ngồi trên đống lửa kéo cả ban kịch đến năn nỉ Mai Chân mà nàng nhất định không tiếp. Bao nhiêu công trình đổ ra mấy tháng nay, gần đến cái đích vinh quang thì một người làm cản trở cho cả đoàn. Nguyễn Văn Đinh, người đóng vai Lý Trưởng, ngồi xử tội Thị Màu, bực bội bảo Hiệu: còn cả 10 ngày nữa, sao ông không tìm người khác? Bộ cả thành phố này chỉ có mình bà ấy đóng được Thị Màu hay sao? Trần Hiệu không nói gì, cứ thọc tay vào túi quần đi tới đi lui, nét mặt đăm chiêu căng thẳng. Dục mãi thì Hiệu mới lẩm bẩm: tìm đâu ra người thay thế bây giờ? Đinh nhấn mạnh: thiếu gì, nếu cần thì tôi bảo vợ tôi đóng. Có tiếng nói tàn nhẫn chen vào ngay: vợ ông mà bỏ bố rồi đóng Thị Màu sao được? Đinh cãi: mập hay ốm miễn là có người là được, chứ chả nhẽ bỏ cuộc giữa đường như thế này à? Trong đoàn kịch, người đau đớn âm thầm nhất là Đông. Từ ngày ra hải ngoại, anh nhớ sân khấu quá, mãi đến bây giờ mới có dịp trở lại dưới ánh đèn màu, dù chỉ là một trên khấu nhỏ đứng chung với những người không chuyên. Anh chẳng hiểu vì sao Mai Chân quyết định rút lui. Anh dè dặt hỏi Trần Hiệu: chắc là phút chót bác sĩ Đàn không cho chị ấy diễn nữa, phải không anh? Hiệu lắc đầu: không đâu, hôm qua anh có nói chuyện với anh Đàn. Anh Đàn lúc nào cũng ủng hộ sinh hoạt cộng đồng. Với lại anh ấy thương vợ lắm, chị Chân thích diễn kịch thì không bao giờ anh ấy cản. Im lặng một chút, cô gái đóng vai Thị Kính hỏi: bây giờ anh tính sao, anh Hiệu? Ông Đinh nói đúng ạ, hay là tìm người khác, 10 ngày nữa chắc cũng kịp mà. Hiệu không đáp. Trong thâm sâu ông vẫn hy vọng Mai Chân sẽ trở lại. Chuyện gia đình lục đục, vợ chồng cãi nhau thì nhà nào chả xảy ra. Có thể Mai Chân đang giận Đàn, nhưng chỉ vài hôm nữa là Đâu sẽ vào đấy. Vì tin như thế, Hiệu không hề có ý định kiếm người đóng thay. Đông thì thấy không hy vọng, vì Trần Hiệu và cả đoàn kịch đã bao nhiêu lần điện thoại, gần như van lại mà Mai Chân vẫn không siêu lòng. Chắc gia đình phải có chuyện gì buồn lắm, Mai Chân mới đột ngột bỏ ngang. Bởi rõ ràng cả tháng trời tập dượt với nhau, Mai Chân lúc nào cũng sốt sáng hơn tất cả mọi người. Một tuần sau, sáng thứ bảy, Mai Chân cho con gái sang nhà Dung, đón bé Rita là con gái của Dung đi picnic ngoài công viên, để hai đứa trẻ chơi với nhau. Bé Rita đứng chờ Mai Chân trước cửa, tay ôm con búp bê khá lớn. Nó vừa bước lên xe thì con gái Mai Chân đòi mượn con búp bê. Rita giằng lại và nói bằng tiếng Anh: sao mày không bảo ba mày mua cho mày một con? Ba mày mua cho tao mà. Câu nói vô tình của Rita là Mai Chân giật mình. Nàng khẽ quay đầu lại và hỏi: bác Đàn mua cho cháu con búp bê đó à? Con bé gật đầu xác nhận. Tò mò, Mai Chân hỏi thêm mấy câu nữa. Con bé vô tư trả lời rành rẽ, đưa Mai Chân từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Con nít không biết nói dối. Thành ra Rita cứ thản nhiên khai hết những điều mà mẹ nó đã từng dặn là phải giấu kín. Mai Chân ngồi đờ đẫn trước tay lái, đứa con gái phải lên tiếng dục 2-3 lần, nàng mới cho xe nổ máy và chạy về hướng công viên. Xe chạy được một quãng, Mai Chân lại quay đầu hỏi Rita: bác Đàn hay đến nhà cháu lắm hả? Con bé gật đầu: vâng, đến nhiều lần lắm, đến vào buổi tối ạ. Mai Chân thấy nghẹn trong cổ, cơn giận sôi lên sùng sục, nhưng dáng hỏi tiếp một câu quan trọng: thế bác Đàn đến làm gì ở nhà cháu? Con bé tỉnh bơ đáp: cháu chả biết nữa, cháu ngồi cháu xem phim cartoon ở ngoài phòng khách, bác Đàn vào buồng ngủ với mẹ cháu. Từ đó Mai Chân im lặng cho đến lúc xe vào hẳn trong công viên. Nàng để hai đứa bé chơi với nhau, còn nàng ngồi xa xa trên chiếc ghế băng dưới một gốc cây dập mát, nhắm mắt lại để suy ngẫm về cuộc đời bi thảm mà nàng đang phải đối diện. Chao ôi, chung quanh nàng có hai người thân thiết nhất là chồng nàng và cô thư ký, thì cả hai đều phản bội trắng trợn mà nàng ngây ngô không hề mảy may ngờ vực. Hèn gì cả tuần nay, mỗi khi nàng phone sang tâm sự với Dung về Đàn thì rõ ràng Dung uất ức và chửi Đàn còn mạnh miệng hơn cả Mai Chân. Dung thường nghiến răng ken két và nói: em không ngờ anh ấy khốn nạn như vậy, đúng là cái thằng đàn ông chó má mà. Những lời ghen tương cay đắng như vậy mà Mai Chân vẫn cứ ngay tỉnh không để ý, vẫn cứ tưởng là Dung nói xuôi theo ý Mai Chân, nặng lời chửi Đàn để an ủi nàng.
lùi lại xa hơn. Từ ngày mướn Dung làm thư ký, biết Dung sống thui thủi với đứa con nhỏ, Mai Chân lại cứ xót xa tội nghiệp mãi và nhiều lần từng ngỏ ý muốn giới thiệu Dung cho Phong, đàn em của Đàn. Hóa ra Mai Chân tội nghiệp lầm, người đáng tội nghiệp chính là nàng mà nàng không biết. Mấy tiếng đồng hồ ngồi thử trên ghế đá công viên, Mai Chân không biết mình sẽ phải làm gì. Khi biết Đàn mò bệnh nhân, Mai Chân đã chớp nảy ra ý định ly dị. Nhưng rồi nghĩ lại thấy tội nghiệp đứa con gái, nàng lại thôi. Bây giờ khám phá thêm Đàn ngoại tình với cô thư ký đã từ lâu, Mai Chân thấy ghê tởm thằng chồng mất nết, không còn lý do gì để ở lại với Đàn nữa. Biết đâu nay mai lại sẽ lòi thêm ra những cuộc tình vụng trộm khác của Đàn. Nàng sẽ chia tay, đem đứa con đi và không bao giờ còn quay lại thành phố u buồn này nữa. Nàng phải chia tay để mọi người thấy rằng không phải vì cái bằng bác sĩ mà nàng phải cố đấm ăn xôi, dù là xôi gấc. Hôm sau chủ nhật, Mai Chân định đưa con đi bờ hồ, nhưng cô em gái Mai Chân có chồng làm nông trại ở ngoại ô vào đón cháu ra chơi. Mai Chân cố giữ nét mặt bình thản, không cho em gái biết chuyện sóng gió trong gia đình. Nàng gửi con cho em, rồi một mình lái xe xuống phố cho đỡ buồn. Đàn đã ra đi từ lúc 9 giờ theo thói quen ăn phở trước, rồi về phòng mạch là đúng 10 giờ. Cả đêm hôm qua, Đàn không chợp mắt được, không khí nặng nề căng thẳng. Căn nhà đầm ấm bao nhiêu năm bây giờ lạnh lẽo như căn nhà hoang. Mai Chân vẫn ngủ trên sofa ở phòng khách. Khoảng 2 giờ sáng, Đàn mò xuống quỳ bên vợ và phân trần. Em biết nghề của anh lúc nào cũng là mục tiêu cho những đứa con gái lưu manh làm tiền. Nó biết mình có tiền, nó giả vờ đến khám bệnh, rồi vu cáo cho mình để tống tiền. Thôi, anh đừng có nói chuyện đó nữa, tôi không thèm nhắc tới nó nữa. Nhưng mà con Dung, thư ký của anh, đâu phải chú ý đến khám bệnh để làm tiền. Anh gian díu với nó 2 năm nay là do anh, chứ anh đừng có đổ tội cho nó quyến rũ anh để tống tiền. Đàn tái mặt từ từ đứng dậy, họa vô đơn chí. Ông không ngờ vợ mình biết cả chuyện này. Ông biết nói gì bây giờ? Ông choáng váng quay gót bước lên lầu và thức luôn tới sáng. Mới 8 giờ sáng, Đàn đã lục đục đi tắm cho tỉnh táo, rồi ra sân sau thơ thẩn đi tới đi lui, đôi mắt đỏ ngầu ưu tư nặng trĩu. Ông biết vợ ông là người nặng tình cảm nhưng lại rất cứng rắn khi cần quyết định. Như người khác thì nàng đã gào thét ầm nhà điện thoại cho Dung để nguyền rủa cái đứa giật chồng của nàng. Nhưng Mai Chân không phản ứng như vậy. Chồng mình không có máu dê thì ai giật được. Sự im lặng của nàng càng làm Đàn áy náy gấp bội, vì không biết Mai Chân đang toan tính kế hoạch gì. Đàn thở dài thườn thượt, quay nhìn căn nhà im lìm rồi lấy xe ra phố. Gần 10 giờ Đàn tới phòng mạch. Dăm ba bệnh nhân đứng chờ ông ngoài cửa, nhất loạt lên tiếng chào. Bình thường hơn 9 giờ Dung đã ra mở cửa để khách vào ngồi đợi. Nhưng từ hôm cãi nhau với Đàn, Dung không đi làm nữa, mà Mai Chân thì đang uất hận chồng nên Đàn không dám bảo vợ ra ngồi thay Dung. Đàn gật đầu chào lại mọi người rồi mở cửa và tự lấy hồ sơ của từng bệnh nhân ra. Chưa khám được người đầu tiên thì thấy một ông Mỹ đi cùng một bà Mỹ lù lù bước vào. Đàn cũng có một số bệnh nhân ngoại quốc nên ông không ngạc nhiên. Ông bảo hai người ngồi chờ. Nhưng hai người tiến lại quầy gặp riêng Đàn. Người đàn ông đưa thẻ hành sự cùng với tấm danh thiếp và tự giới thiệu là cảnh sát tiểu bang. Đàn tái mặt, nghĩ nhanh đến Thanh Giang. Con quỷ cái này ác độc thật. Đàn đã hứa đưa tiền mà sao nó vẫn báo cảnh sát. Đàn ngượng ngùng đưa mắt nhìn đám bệnh nhân đồng hương ngồi trên dãy ghế kê sát vách, đang đăm đăm theo dõi. Ông cảnh sát chỉ người đàn bà và nói: Thưa bác sĩ Lê, tôi là thanh tra Joe Anderson. Còn đây là bà Mary Simpson, nhân viên hội bảo vệ phụ nữ. Chúng tôi muốn hỏi bác sĩ vài câu. Đàn run run mời họ vào phòng riêng, khép cửa lại. Ông cảnh sát mở đầu: Tôi biết bác sĩ bận lắm cho nên chúng tôi xin nhập đề ngay. Sở cảnh sát chúng tôi cũng như hội bảo vệ phụ nữ nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Kim Dung, là thư ký của bác sĩ, nói rằng bác sĩ đòi sách nhiễu tình dục bà ấy, và bác sĩ hăm dọa nếu không cho bác sĩ thỏa mãn thì bà ấy sẽ bị đuổi, không cho làm thư ký nữa. Đàn giật mình sửng sốt. Ông cứ tưởng họ đến đây là vì Thanh Giang. Hóa ra là đơn thư của Dung. Ông ú ớ đáp: Điều này không đúng sự thật. Cô ấy tự ý bỏ việc chứ tôi đâu có đuổi. Joe Anderson hỏi: Thưa bác sĩ, thế ngày 23 tháng 7, tức là cách đây gần một tuần, ông có xâm phạm tiết hạnh bà Kim Dung ngay ở văn phòng này không? Đàn quay nhìn tấm lịch trên tường và đáp: Không, hôm đó là thứ hai mà.
phòng mạch tôi đóng cửa, cô Dung đâu có đi làm. Ông cảnh sát gật đầu. Vâng, ngày thứ hai là ngày nghỉ của bà Kim Dung, nhưng ông gọi điện thoại kêu bà ấy ra đây. Ông đòi thỏa mãn tình dục. Bà Kim Dung vì không bằng lòng nên ông cho bà ấy nghỉ việc, đúng không thưa bác sĩ? Đàn xua tay đáp. Không không, cô ấy tự ý nghỉ từ hôm đó đến bây giờ. Bà Mary bấy giờ mới chen vào. Bà ấy có cho bác sĩ biết là vì lý do gì mà bà ấy nghỉ ngang sau khi đã làm ở đây 3 năm không? Có phải vì bà ấy sợ những đòi hỏi xác thịt của bác sĩ nên mới bỏ việc, hay là vì bác sĩ hăm dọa? Đàn vội đáp. Thưa không, tôi không biết cô ấy nghỉ vì lý do gì. Ông cảnh sát chậm rãi nói. Sách nhiễu tình dục là một tội hình nghiêm trọng, chưa nói đến những thiệt hại dân sự có thể có. Sở cảnh sát chúng tôi cũng như hội bảo vệ phụ nữ chưa có đủ bằng chứng để kết luận, nhưng đã có đơn thưa thì chúng tôi phải tiến hành điều tra. Bác sĩ nên tham khảo với luật sư của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã bỏ thời giờ trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Bây giờ để bác sĩ làm việc, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Hai người bắt tay Đàn rồi quay ra cửa. Từ giờ phút ấy, Đàn thấy trời đất quay cuồng. Ông khám bệnh vội vã cho xong để còn chạy lại năn nỉ cô thư ký quay về làm việc cho ông và rút đơn thư. Thanh Giang rồi Kim Dung, cuộc đời 45 năm của Đàn, hôm nay ông mới thấy rõ tâm địa ghê gớm của người đàn bà khi họ quyết tâm trả thù. Về phía Mai Chân, buổi sáng hôm ấy khi Đàn ra đi thì nàng cũng ra xe. Trời còn sớm, nắng chưa gay gắt nhưng Mai Chân vẫn đeo kính đen vì mấy hôm nay thiếu ngủ, lại khóc nhiều quá, mí mắt dường như vẫn còn sưng. Xe ra chưa hết con hẻm nhỏ thì có bóng người từ trong lề chạy ra chặn đầu, đưa tay vẫy. Mai Chân ngạc nhiên cho xe chậm lại và nhận ra Đông. Trong đoàn kịch thì Mai Chân có cảm tình nhiều nhất với Đông, bởi hai người diễn chung đã đành, mà còn vì Đông rất nhã nhặn, đôi khi quá lễ phép đối với nàng. Thỉnh thoảng Đông cũng chỉ dẫn cho nàng đôi chút về diễn xuất theo kinh nghiệm trường lớp mà anh đã trải qua. Sự xa cách giữa hai người lúc ban đầu đã xóa đi rất nhanh, nhất là Đông giảm hẳn được mặc cảm tự ti trong lòng nhờ cách cư xử thân tình của Mai Chân. Hôm nay Đông ăn mặc lịch sự, chải tóc gọn gàng, lại khoác áo jacket nên trông khác hẳn ngày thường. Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến ngày diễn kịch. Trần Hiệu và cả đoàn đã bỏ cuộc, không năn nỉ Mai Chân nữa, trái lại ngồi xúm nhau mà chửi nàng là đồ cả trớn. Hiệu tìm được một cô khác giáo diết bắt tập dượt để thay thế Mai Chân. Chuyện diễn kịch Mai Chân muốn quên hẳn vì những biến cố dồn dập đang xảy đến làm nát tan gia đình nàng. Nàng cũng biết Trần Hiệu và cả ban kịch đều đang thù nàng, nhưng biết làm sao phân trần với họ. Nàng cố ý tỏ thái độ dứt khoát để Hiệu tìm người khác, khỏi lỡ cơ hội của nhóm kịch. Và quả nhiên Hiệu đã kiếm được người thay nàng. Cả tuần nay ban kịch không ai liên lạc với nàng nữa. Bỗng dưng hôm nay thấy Đông chặn đầu xe, nàng giật mình đoán là Đông vẫn còn kiên nhẫn theo đuổi ý định mời nàng trở về. Tự dưng nàng thở dài tội nghiệp vì không biết Đông đã đứng chờ nàng từ bao giờ. Đang lúc buồn bực, nàng cũng muốn gặp một người nói chuyện cho khuây khỏa. Dĩ nhiên người đó phải là người nàng có chút thiện cảm, chẳng hạn như Đông. Xe dừng lại hẳn giữa đường, Mai Chân không bước ra, chỉ ấn nút tự động cho kiếng xuống để tiếp chuyện Đông. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, tạm quên chuyện buồn gia đình, vui vẻ bảo Đông. Anh định tự tử đấy à? Anh tìm xe khác mà lao vào nha, chứ tôi lái xe chậm lắm, anh muốn chết cũng không chết được đâu. Đông gật đầu chào rồi nói. Tôi xin lỗi chị, tôi đã làm phiền chị. Vào nhà thì sợ chị không tiếp. Cả tuần nay anh Hiệu đến gõ cửa chị không mở, cho nên tôi đành phải liều chờ chị ngoài này. Lúc nãy thấy xe của anh Đàn, tôi cứ tưởng là có chị cùng đi, suýt nữa tôi lao ra. May mà anh Đàn không thấy tôi. Mai Chân cho xe tắt hẳn vào lề, dừng lại và tắt máy. Đông bước tới khom người bên cửa kính. Nàng hỏi. Nhưng mà anh tìm tôi làm cái gì? Diễn kịch thì dứt khoát là tôi không diễn nữa. Đông nghiêm mặt đáp. Tôi gặp chị để chia buồn cùng chị. Chắc là trong gia đình chị có người mới qua đời. Mai Chân ngơ ngác đáp. Hả? Làm gì có. Anh nghe cái tin ở đâu vậy? Rồi nàng thở dài và tiếp. Nhưng mà có lẽ tôi sắp qua đời anh Đông à? Đông nhấn mạnh. Nếu nhà không có tang, đúng ra là không có đại tang, thì đâu có lý do gì để chị bỏ diễn kịch. Anh ơi, đối với anh thì sân khấu là lẽ sống, là cuộc đời của anh.
vì anh theo từ nhỏ. Nhưng mà đối với tôi, sân khấu chỉ là trò chơi thôi, để giải khuây trong chốc lát, muốn bỏ lúc nào mà chả được. Đông toan lên tiếng thuyết phục thì Mai Chân bảo: Nhưng mà để anh đứng mãi thế này thì không tiện. Nàng ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: Anh có bận đi đâu bây giờ không? Không thì lên xe đi ăn sáng với tôi. Đông giật mình sửng sốt, mừng rỡ chạy vòng đầu xe sang bên kia, mở cửa chui vào. Nhưng Mai Chân lại hỏi: Ủa, anh đến đây bằng cái gì? Xe anh đâu? Tôi đi taxi. Mai Chân gật đầu, mở máy rẽ ra đường lớn. Thật sự thì Đông đậu xe ngay ở lề đường chỗ ngã ba, dưới tàn cây cổ thụ. Nhưng cơ hội ngàn năm anh được Mai Chân mời ngồi chung thì chẳng dại gì mà nói thật. Quẳng xe ở đó, lát nữa về lấy cũng được. Anh nao nao cảm động vì cả tuần nay mọi người trong ban kịch đều nôn nóng tìm gặp Mai Chân mà nàng chẳng muốn tiếp ai. Hôm nay tự dưng nàng dành cho Đông cái vinh dự vượt hơn tất cả mọi người. Chẳng những được gặp nàng để nói chuyện, lại còn được mời đi ăn sáng chung. Điều mà Đông chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đông nhớ lại ngày đầu tập kịch, anh bưng thau nước đến quỳ xuống rửa chân cho Mai Chân. Hai bàn tay anh run run nắm lấy bàn chân của Mai Chân. Sự chung động ấy dù chẳng có gì đáng kể cũng làm anh thấy rung động một cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng rất sâu trong lòng. Rồi khi nghe Trần Hiệu báo tin nàng rút lui, Đông chết điếng trong lòng, xót xa như người mất của, cả tuần không ngủ tròn giấc. Cô diễn viên mới thay cho Mai Chân chưa có chồng, nhan sắc cũng mặn mà không làm Đông thấy lưu luyến như Mai Chân. Đông vẫn hy vọng Mai Chân sẽ trở lại sân khấu, cho nên cả đêm qua anh trăn trở suy tính, rồi sáng nay liều lĩnh gặp nàng một lần nữa xem sao. Anh nhập đề: Hỏi thật chị, tại sao chị bỏ ngang không diễn kịch? Mai Chân im lặng không trả lời. Đông quay sang nhìn, thấy mặt nàng lạnh như tiền, làm anh cũng ngồi yên. Khá lâu Mai Chân mới nói: Tôi có chuyện riêng, không diễn được. Anh đừng hỏi chuyện riêng là chuyện gì, vì tôi không thể nói được. Chỉ biết là tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào vai kịch nữa. À mà sao các anh không có tập kịch, tuần tới diễn rồi? Tập buổi chiều chị ạ, hẹn nhau 3 giờ nhà anh Hiệu. Vậy là chị nhất định không diễn nữa. Mai Chân làm bộ nghiêm mặt nói: Lý do chính là vì tôi sợ anh lại hắt cái thau nước vào người tôi. Đông quay nhìn nàng cười thoải mái. Cái kỷ niệm buổi đầu vụng dại ấy giờ này vẫn còn in rõ trong trí Đông, mà mỗi lần nhớ lại anh vừa ngượng vừa vui. Việc níu kéo Mai Chân trở lại sân khấu như thế thì kể như hoàn toàn bất thành rồi. Nhưng Đông vẫn dáng vớt vát. Anh nói: Bây giờ tôi đứng yên cho chị hắt nguyên thau nước vào mặt tôi để đổi lấy việc chị đóng kịch, chị bằng lòng không? Mai Chân lắc đầu rồi đột ngột hỏi: Anh thích ăn cái gì, phở hay là mì? Đông ưu tư đáp: Giờ này vào tiệm Việt Nam thì đông lắm. Anh ngại à? Tôi ngại là ngại cho chị, chứ tôi được đi ăn chung với chị là điều hãnh diện cho tôi, có gì mà ngại. Nghe câu nói của Đông, Mai Chân chợt nhớ đến chồng và nén tiếng thở dài. Nàng cũng biết mình là người được bao nhiêu đồng hương trầm trồ khen ngợi, thế mà thằng chồng khốn nạn kia đã phản bội, lấy cô thư ký từ mấy năm nay, lại mò mẫm cả bệnh nhân, phá đổ một mái ấm gia đình đang hạnh phúc. Nàng bảo Đông: Anh nói đúng, xưa nay chưa bao giờ tôi đi ăn với ai ngoài chồng tôi. Nhưng mà hôm nay thì phá lệ, dù anh đi vì là cả tháng tập kịch, anh cứ phải rửa chân cho tôi, tội nghiệp quá. Đông liếc mắt nhìn nàng rồi kể lể tâm sự: Tôi muốn được rửa chân cho chị mãi, ít ra là đến cái đêm biểu diễn thứ bảy tuần này. Không ngờ chị lại bỏ ngang. Nếu mà chị thật sự tội nghiệp tôi thì xin chị lên sân khấu với tôi thứ bảy này. Chị chỉ cần có mặt là tôi mãn nguyện rồi. Chị cũng biết tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả đến mức nào. Từ ngày qua đây tôi chỉ đi làm lao động, đây là lần đầu tiên tôi được trở lại sân khấu. Chỉ tiếc là chị bỏ đi. Nhưng mà tôi nghe nói là ban kịch có người khác đóng thay tôi rồi mà. Vâng, có rồi. Nhưng ai cũng mong chị trở lại, nhất là tôi. Chỉ có mình chị đóng vai ấy là hợp hơn cả. Chị mới là người thể hiện đúng tâm lý nhân vật. Anh nói như thế anh không sợ tôi buồn sao? Thị Mầu là một nhân vật dân gian, tượng trưng cho cô gái lẳng lơ, rồi bị mọi người lên án, mà anh bảo là tôi thể hiện đúng à? Hay là tôi cũng lẳng lơ thật? Hay là tôi chính là Thị Mầu? Đông ngạc nhiên quay sang nhìn Mai Chân. Những ngày gần gũi nhau tập kịch, hai người thường chỉ trao đổi trong phạm vi chuyên môn,
Chưa bao giờ Đông nghe được những lời thoải mái như hôm nay. Anh nói: khán giả thường nhìn Thị Mầu một cách rất hời hợt như thế đấy. Họ chỉ biết là Thị Mầu chửa hoang. Hồi tôi còn đi học ở trường nghệ thuật sân khấu, thầy tôi đã bác bỏ cái nhìn nông cạn này và bảo rằng trong con người Thị Mầu có tâm lý rất phức tạp, thành ra việc thể hiện vai ấy không phải là dễ. Nhận xét này Mai Chân đã từng nghe Hiểu nói, chứng tỏ hai người có lẽ học chung một thầy. Nàng cho xe rẽ vào một tiệm ăn Mỹ và bảo: ngồi đây vắng vẻ hơn à. Xe dừng lại trong sân, Mai Chân mở cửa bước xuống, tháo cặp kiếng mát trước khi bước lên thềm. Từ lúc gặp Đông, nàng cố tự tạo niềm vui, nói đùa với Đông nhiều câu mà bình thường ít khi nàng nói. Nhưng niềm đau sâu kín vẫn cứ âm ỉ trong tim, hiện ra trong ánh mắt. Vào tiệm ngồi đối diện Đông trong góc quán, nàng lại đeo kính vào vì thấy chưa thoải mái khi bỏ kính ra. Ăn sáng ở nhà hàng Mỹ thì quanh quẩn vẫn chỉ có vài món như bacon and egg. Mai Chân gọi hai đĩa cùng với ly nước cam, Đông thì kêu cà phê, mặc dầu từ sáng đến giờ anh đã uống hai ly ở nhà rồi. Trong khi chờ bồi bàn, bưng thức ăn ra, Đông gợi chuyện: lúc nãy chị bảo chị có chuyện buồn, không tập trung đầu óc để diễn kịch được. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Chính cái lúc buồn này là lúc mà chị cần phải mượn sân khấu cho quên cái nỗi buồn. Chị tập trung tư tưởng vào vở kịch, chị sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì khác nữa. Mai Chân uống hớp nước cam rồi nói: anh vẫn muốn kéo tôi quay lại à? Tôi phải công nhận nha, anh mê sân khấu quá. Đông nhìn nàng tha thiết: vâng, tôi xin chị một lần thôi. Bởi vì không biết bao lâu nữa thành phố này mới lại có kịch cho tôi diễn. Và lại, nay mai tôi có ý định dọn xuống Cali. Chừng đó dù anh Hiệu có tổ chức diễn kịch nữa, tôi cũng đâu còn có dịp được diễn chung với chị. Mai Chân nén tiếng thở dài rồi bảo: anh có qua ly thì cho tôi xin địa chỉ nhé. Biết đâu tôi chả gặp anh ở bên đó. Đông mở to mắt ngạc nhiên: anh Đàn cũng định dọn qua Cali hay sao? Ở đây phòng mạch anh ấy đang đông mà, anh ấy đông nhất, đâu có bác sĩ nào nhiều bệnh nhân như anh Đàn. Nghe nhắc đến Đàn, Mai Chân đã toàn phun ra những điều ấm ức trong lòng, nhưng nàng dằn lại được và đổi đề tài. Bây giờ anh muốn về nhà hay là lại nhà ông Hiệu? Tôi chở anh đến đó. Vừa nói Mai Chân vừa cầm bóp đứng dậy. Nhưng Đông hỏi: chị vẫn chưa trả lời tôi là chị có bằng lòng diễn kịch tối thứ bảy này không? Hôm nay là chủ nhật, còn gần một tuần nữa. Lúc nãy chị nói tội nghiệp tôi mà. Mai Chân ngắt lời: thì tội nghiệp nên mới mời ăn sáng đây nè. Thôi mình đi ra xe đi rồi nói chuyện tiếp. Anh đi đâu bây giờ? Muốn về thì tôi đưa về. Hay là anh muốn theo tôi đi lang thang trong shopping? Đông đứng dậy nở nụ cười đáp: tôi theo chị. Và Đông kinh ngạc không hiểu tại sao hôm nay Mai Chân lại dễ dãi cho anh đi theo. Dù chủ quan đến đâu, Đông cũng chẳng bao giờ dám nghĩ là Mai Chân để ý đến mình một cách đặc biệt. Bởi anh biết anh là kẻ tầm thường, vừa nghèo vừa không có nghề nghiệp, lại còn đọng nét nhà quê của kẻ mới ra nước ngoài. Địa vị của Mai Chân cao vời vợi, có đâu lại ngó xuống để quan tâm tới Đông. Nhưng thôi, suy nghĩ sâu xa làm gì, cứ đi bên cạnh nàng là đã đủ vui lắm rồi. Đông hăm hở nghĩ thế, nhưng anh lại chợt lo lắng ngay. Lần đầu tiên đi công khai bên Mai Chân, nhất là trong khu shopping đông người, rồi bác sĩ Đàn bắt gặp hoặc có người nào nhìn thấy nói lại với Đàn, biết đâu Đàn sẽ không cho vợ diễn kịch với Đông nữa thì làm sao? Thuyết phục được Mai Chân trở lại với ban kịch mà chồng nàng không cho phép thì cũng như không. Với Đông lúc này, chuyện diễn kịch là sinh tử, là giấc mơ vừa mới thành sự thật, không thể để vuột mất cơ hội quý giá đó được. Đông chui vào xe, ngồi yên một chút rồi quay sang dè dặt hỏi: tôi đi với chị, rồi có ai nhìn thấy nói với anh Đàn thì làm sao? Chị có ngại gì không? Mai Chân vẫn nhìn thẳng, lạnh lùng hỏi: anh muốn về hả? Muốn về thì tôi đưa về. Đông sợ quá vội xua tay: không không không, tôi đã nói rồi mà, tôi đi với chị thì dù đi cả ngày cũng vẫn vui. Thú thật với chị là lúc nãy tôi nói dối, tôi để đi taxi lại nhà chị, chứ kỳ thực tôi để xe ngay ở đó mà. Tôi biết rồi, anh nói dối để ngồi chung xe với tôi chứ gì. Vâng, thì tôi chỉ muốn biết bác sĩ Đàn có bằng lòng cho tôi đi như thế này không thôi, đi với chị ở chỗ đông người. Mai Chân thấy rõ Đông là một người rất thành thật, nghĩ sao nói vậy. Nàng nhìn đồng hồ rồi nói: nếu mà anh ngại thì đi công khai ở chỗ đông người thì mình đi cine. 12 giờ có suất đầu tiên á, kiếm phim gì hay hay mình vào mình coi. Đông há hốc mồm sừng sốt không nói nên lời. Mai Chân đang chơi trò gì thế này? Tại sao lại dám rủ anh đi cine? Khá lâu anh mới run run hỏi lại:
Ơ, đi cine thật à? Mai Chân không trả lời thẳng câu hỏi của Đông, nàng hỏi lại. Ừ, anh có hay đi xem phim không? Học diễn xuất như anh thì chắc là mê phim lắm ha. À, anh có biết là đang chiếu cái phim gì không? Đông lúng túng đáp. Hầu như phim nào tôi cũng coi, nhưng mà chờ ra băng mướn về nhà chứ tôi không có đi coi rạp. Mai Chân cho xe chạy nhanh hơn và nói. À, thôi được rồi, tới rạp rồi mình lựa ha. Phim nào cũng được, tôi chỉ cần vào đó ngồi cho qua thì giờ thôi. Bởi vì tôi cũng chưa muốn về nhà. Đông im lặng, không nói gì. Quen nàng mới có 2 tháng, mà thật sự chỉ quen trong vở kịch. Hôm nay lần đầu tiên gặp nàng bên ngoài sân khấu, nàng đã đưa Đông vào những ngạc nhiên không lường trước được, không giải thích nổi. Giống y như trong một chuyện cổ tích, những lời sáo ngữ mà Đông đã từng nghe về thế giới kỳ bí của người đàn bà, hôm nay Đông thấy không còn phải là sáo ngữ nữa. Đó là điều có thật đang diễn ra ngay bên cạnh Đông. Mãi mãi nó sẽ là một kỷ niệm đẹp mà anh giữ lại trong đời. Gần tới khu thị tứ với những dãy phố toàn nhà chọc trời, Mai Chân bỗng hạ giọng nói. Hôm nay tôi chán đời lắm, tôi không có muốn về nhà, tôi không muốn gặp ai hết. Lát nữa vào rạp, tôi mà có ngủ, anh cũng đừng đánh thức tôi nhé. Đông ưu tư quay sang nhìn Mai Chân. Dù chẳng biết nỗi đau của Mai Chân xuất phát từ đâu, chỉ cần nghe những lời đầy nước mắt đấy, Đông đã thấy đau nhói như có lưỡi dao nhọn vừa đâm vào tim. Trong khoảnh khắc, anh chẳng còn tha thiết gì đến việc diễn kịch nữa. Anh muốn ở lại mãi bên cạnh Mai Chân, nếu có thể làm vơi đi nỗi sầu sâu kín trong lòng nàng. Anh mong một phép lạ xảy ra, để vai nô hầu hạ thị mầu trên sân khấu một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật ở ngoài đời. Thank you.